Sang ơi, chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang với mấy đứa lại ra hai căn nhà rơm mà ngày hôm qua mình làm cuộc thi á. Đầu tiên là cho mấy đứa nó hoàn thành nốt những cái phần mà ngày hôm qua mấy đứa chưa làm xong. Và lại thứ hai á, hôm nay ra đây thì theo như lời đã hứa với tất cả mọi người á, thì Sang sẽ công bố cái kết quả bình chọn của tất cả mọi người ở đây trong cái cuộc thi thử thách làm nhà rơm của hai đội nha mọi người. Đầu tiên là đội số 1 á, là đội của Nhóc Văn, là căn nhà hình vuông hình tam giác phía bên đây này. Với lại thứ hai á, là đội của Nhóc Dảnh, là căn nhà hình vuông phía bên đây. Thì tính đến sáng ngày hôm nay á, là sau 12 giờ Sang đăng cái video này lên á, thì đã có hơn 2.000 mấy cái lượt bình chọn nha. Thì trong đó Sang đếm được là 539 kết quả bình chọn á, là hai đội hòa nhau. Và thứ hai á, là bình chọn cho đội số 1 á, là 682 lượt bình chọn cho cái căn nhà của Nhóc Văn là được chiến thắng. Và 626 kết quả bình chọn cho đội Nhóc Dảnh là căn nhà số 2. Tổng kết lại sau cuộc thi của mình á, là đội Nhóc Văn là đội được bình chọn nhiều nhất ha. Và đây là căn nhà rơm đẹp nhất trong hai căn nhà nha mọi người. Rồi mấy đứa, toàn bộ mấy đứa ra đây để cho mình chuẩn bị trao giải thưởng nè. Bây giờ thì Sang sẽ đến phần á, là trao giải thưởng cho căn nhà rơm đẹp nhất. Thật ra thì Sang tổ chức cái cuộc thi này á, đầu tiên là xem đứa nhóc nào trong nhóm của Sang á, làm nhà khéo tay nhất. Thì nhờ sự bình chọn của mọi người á, thì căn nhà rơm này đã được bình chọn đẹp nhất nha. Nhưng mà như thế này, để làm được một căn nhà rơm hoàn chỉnh như thế này á, một căn nhà rơm đẹp như thế này á, thì mấy đứa đã mất rất là nhiều công sức để mà làm ra một căn nhà rơm. Đầu tiên á, là một ngày đầu tiên để mà đi chặt cây nè. Và lại thứ hai á, ngày thứ hai là kết rơm thành nhà như thế này. Nên mình chỉ bình chọn để mà xác định xem nhà nào đẹp nhất thôi. Còn về cái phần phần thưởng á, thì mình sẽ chia đều ra nha. Đầu anh nói á, là đội nào chiến thắng á, thì anh sẽ trao một cái phần thưởng nhỏ nhỏ cho đội đó là 1 triệu đồng nha. Thì hôm nay thì mình quyết định chia ra cho hai đội á, thì ở đây 1 triệu thì mấy đứa sẽ chia ra mỗi đội là 500.000 nha, để khuyến khích ha. Lần sau cái cuộc thi này cầm nhận chia ra cho đội của dân. Lần sau có cuộc thi khác á, thì mình sẽ tính sau. Thì hôm nay ra đây đầu tiên là trao công bố kết quả nè, thứ hai là trao giải thưởng cho mấy đứa nè, và là thứ ba là cho mấy đứa nó hoàn thành lại những cái phần mà căn nhà chưa hoàn thành của mấy đứa nè. Và lại thứ tư á, là Sang sẽ tổ chức một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ để mà khánh thành hai căn nhà rơm của mình đã xong ha mọi người. Và trong thời gian sắp tới á, thì Sang với mấy đứa sẽ ở đây sinh tồn đây và làm nhiều hơn những clip ngoài đây cho mọi người xem. Thì giờ thì cho mấy đứa nó hoàn thành hết những cái phần còn lại đi, rồi mình sẽ làm một cái tổ chức một cái bữa tiệc nha. Phía bên kia là mấy căn nhà rơm của mấy đứa nhóc nó thi bên đó nha mọi người. Còn phía bên đây á, là căn nhà rơm của Sang. Sang thì cũng đã làm cùng với mấy đứa nhóc ngày hôm qua. Đây là căn nhà rơm của Sang nha. Giờ thì mời tất cả mọi người chấm điểm cho căn nhà rơm của Sang xem nó đẹp hay không. Thì căn nhà rơm của Sang làm thì cũng nhỏ thôi, do có một mình Sang làm mà không có ai phụ giúp cho Sang hết cả, nên làm thì cũng đơn sơ, đủ cho một mình Sang ngồi. Tại vì làm phía bên đây á, là có một cái bãi đất bãi rơm nè, bãi đất trống ở chỗ này nè, có thể là nấu nướng đồ ăn ở trên đây, với lại là cho mấy đứa nhóc nó chơi ở trên đây luôn. Còn chỗ của mấy đứa nhóc bên kia thì nó hơi chật một xíu nên không thể nấu nướng đồ ăn bên đó ha. Thì hôm nay ra ngoài đây ấy, thì Sang có đem theo rất là nhiều đồ đạc, dụng cụ, son, chảo này kia. Với lại ở đây ấy, thì Sang có mua mấy bịch bột và đổ bánh xèo, để mà hôm nay thì mình sẽ đổ một cái mâm bánh xèo thiệt lớn để mà ăn mừng khai trương ba căn biệt thự bằng rơm của Sang với đứa nhóc nha. Xào thôi. Khi nãy thì Sang đi ra ruộng mọi người, bắt được ở đây một ít đất bu vàng. Mấy đứa nhóc thì cũng vừa mới luộc xong. Hôm nay thì Sang định là sẽ làm cái buổi tiệc này á, với một cái món rất là đặc biệt nha, là món bánh xèo ốc bu vàng nha. Anh em Sang thì đang chuẩn bị lễ mấy cái ốc bu vàng này ra, bỏ ra một cái thao như thế này. Tại vì hôm nay Sang định là sẽ làm một cái món bánh xèo đặc biệt để ăn mừng hai ba căn biệt thự ha, là món bánh xèo ốc bu vàng.
Tại vì ở chỗ Sang thì hôm nay dịch bệnh á, cũng không có dám đi ra ngoài để mà mua đồ ăn này kia. Nên mình cứ tận dụng những thứ mà có sẵn ở ruộng á, mình chế biến nó thôi. Thì ốc bưu vàng để mà làm bánh xèo á, thì Sang lựa ở đây những con ốc bưu vàng nó nhỏ nha mọi người, không lựa những con to. Tại vì những con to thì khi mà mình đổ bánh xèo thì nó to quá so với cái bánh xèo của mình thì ăn không ngon. Còn những con nhỏ thế này thì đầu tiên là mình đổ bánh xèo nó sẽ thấm gia vị này, với lại thứ hai là nó sẽ dễ ăn hơn. Bây giờ thì lễ ra như thế này nha, mình chỉ lấy phần đầu của nó. Đây là cái phần ốc với lại là cái phần thịt mà Sang chuẩn bị cho cái phần nhân bánh xèo đặc biệt của mình ngày hôm nay ha. Thì ốc này mình luộc xong á, để sạch sẽ ra, rửa sạch sẽ nó, thấm ướp gia vị. Bây giờ thì Sang sẽ bắt đầu là cho vô trong chảo dầu ha. Đảo đều mình xào qua một lần. Trong một hồi mình đổ bánh xèo thì cái này nó sẽ thơm luôn. Cái phần nhân này thì mình sẽ nêm nếm cho nó luôn nha mọi người. Để một hồi mình đổ bánh xèo thì nó sẽ thấm gia vị nó ngon hơn. Mình cho một ít muối với lại một ít bột ngọt nha. Cái phần nhân á, thì Sang vừa mới xào xong nha mọi người. Bây giờ thì tới công đoạn tiếp theo á, là mình sẽ chuẩn bị cho cái phần bánh xèo của mình. Thì hôm nay ra đây thì Sang có chuẩn bị ở đây mua 2 bịch bột bánh xèo để mà đổ một cái bữa tiệc bánh xèo hoành tráng luôn nha. Bây giờ thì chỉ cho mấy đứa nhóc cái cách đổ bánh xèo luôn. Rồi mấy đứa đổ xé bánh xèo đổ hết vô đây. Giang đập trứng bổ ở đây đi. Ở đây thì Sang có chuẩn bị 4 cái trứng nè mọi người, trứng vịt nha. Tại vì ở chỗ Sang thì người ta không có bán trứng gà nên mình sử dụng trứng vịt luôn. Lấy cái chồng đỏ thôi để cho nó tạo cái màu vàng á. Đổ ở đây. Rồi hết chưa? Rồi dành cho một nửa cái nước vô đây. Giờ thì Sang sẽ cho một nửa nước nha. Cứ 1 kg bánh xèo thì mình cho khoảng 1 lít nước. 2 kg bánh xèo thì 2 lít nước nha. Rồi quậy đều lên. Đây, quậy đều lên, hai đứa quậy đều lên đây. Rồi được rồi. Cái bột này á, mình đừng có cho nhiều nước quá nha. Nếu mà lỏng quá thì chiên nó không dính. Tiếp theo là Sang sẽ cho một ít bột nghệ vào phía trong bột bánh xèo của mình nha. Rồi quậy đều lên. Rồi văng vớt 4 cái lòng đỏ trứng. Dành vớt cái 4 cái lòng đỏ trứng. Lấy là lòng đỏ trứng thì Sang lấy mỗi lòng đỏ thôi. Đó, người thấy nhóc dảnh chuyên nghiệp không? Rồi cho vô trong ấy. Rồi, tiếp. Cưng vớt hết, cưng cứ vớt đi. Để cầm đi. Người xem mấy đứa nhóc nó đang làm đây kìa. Chỉ cho mấy đứa nhóc cái cách làm bánh xèo luôn. Để sau này mà có cái dịp thì mấy đứa nhóc nó làm. Cứ vớt hết trứng bỏ bên đây. Mình đánh lên nó một hồi trứng nó sẽ nở ra, bánh xèo nó sẽ ngon hơn. Bên kia thì bếp ngấp tỉnh nó đã chuẩn bị rồi. Giờ với công việc là pha xong cái bánh xèo của mình là chuẩn bị đem lên chiên. Trong đỏ này không lấy, cái trong lòng, cái trong trắng này mình không lấy. Nãy giờ tất cả công đoạn á thì Sang đã chuẩn bị xong rồi nha mọi người. Nào là làm nhân nè, nào là pha bột bánh xèo, với là bào cái ở đây là một ít củ sắn nữa để mình thay cho giá nha. Tại vì bây giờ dịch bệnh người ta không bán giá. Nên nhưng mà bây giờ Sang không có đổ, mà Sang cho mấy đứa nhóc nó tự đổ để cho mấy đứa nó tự thưởng thức luôn nha. Nhóc Văn thì lớn nhất trong đây nên chỉ cho nhóc Văn đổ. Rồi làm đi Văn. Mới đầu thì mình sẽ quét dầu ăn đều hết nha. Rồi dành múc một giá cái này đi. Cầm lên cầm nguyên thao lên để họ nó đổ. Sang sẽ chỉ cho mấy đứa nhóc nấu ăn nha. Rồi múc một giá bánh xèo đổ vô đây. Văn múc đi, Văn vừa múc vừa cưng vừa múc cưng vừa nghiêng chảo mới được. Làm sao cho nó đều nha Văn, còn nếu không đều thì nó sẽ bị lủng á. Chảo thì cũng đã nóng rồi. Đây mọi người xem tay nghề của nhóc Văn này. Rồi cưng phải nghiêng đi chứ. Rồi nó dính hết rồi. Vừa đổ vừa nghiêng kìa. Cái đầu tiên nên mấy đứa thì nó cũng chưa rạch. Rồi thêm một giá nữa cho nó bự ra. Bắt đầu đổ vòng ngoài. Dễ không Văn? Dễ không? Nhưng mà nó chưa tròn mấy. Cứ nghiêng rộng ra nữa. Nghiêng rộng ra nữa. Đúng rồi, nghiêng rộng về bên kia nữa. Làm sao mà cho cái bánh xèo mình một hồi nó tròn thì tròn luôn á. Về bên kia nữa. Rồi, dành múc cho anh 2 gắp thịt. Nhiều vô. Với lại ở đây một ít giá.
đâu một ít củ sắn nha mọi người, cái củ sắn rồi thịt cho vô trong đều ra. Thêm một cái nữa, có ốc luôn, gấp được hả? Rồi tiếp theo là gấp một ít củ sắn rải lên trên, rải đều lên đó mọi người. Thêm cái bánh xào đầu tiên của mấy đứa nhóc làm này cũng khá hấp dẫn ha. Tiếp theo là giờ mình sẽ để nắp lại nha, đợi khoảng tầm 30 giây cho cái bánh xèo nó chín rồi mình chở. Vậy là 30 giây đã trôi qua nha mọi người. Bây giờ dở ra xem cái bánh xèo của mấy đứa nhóc làm này cũng thơm lắm đấy. Giờ chở đi. À đúng rồi, xẻn bên đây gấp lại, gấp đôi nó lại. Nhìn đẹp không? Khá đẹp luôn ha. Đó. Giờ thì mình đợi thêm khoảng tầm 10 giây nữa. Rồi dẫn cầm này cho anh. Tiếp theo là mình sẽ giúp nó ra nha. Vậy là xong một cái đầu tiên. Đây là cái đầu tiên của nhóc Văn nó làm nha mọi người. Đầu tiên trong đời luôn phải không? Dạ. Rồi cuối cùng là nêu cảm nghĩ là nó dễ hay nó khó? Cũng dễ. Cũng dễ à? Dạ. À, cái bánh xèo đầu tiên á là nhóc Văn nó làm nha mọi người. Bây giờ thì xe sẽ làm tiếp cái bánh xèo thứ hai để cho nó thật ngon luôn. Giờ thì bánh xèo á mình không cần nhiều dầu quá nha. Nhanh cầm nhanh. À, phụ bếp của Sang là nhóc Dảnh với nhóc Tỉnh. Tỉnh thì chuẩn bị cho cái nhân nó vô trong. Rồi Sang sẽ cho cái bột bánh xèo lên trên nha. Đó, cho là phải cho đều tay vậy đó. Hai giá. Một cái bánh xèo thì Sang sẽ cho hai giá. Chưa quen máy nên nó hơi... Rồi Tỉnh chuẩn bị là cho cái nhân mình vô trong từ đó xuống. Đó, cho nó chín rồi nè. Rồi chỉnh cho nhân lên trên. Tiếp theo là Sang sẽ cho cái phần giá bào mình lên trên nha. Rồi được rồi. Đó là xong, đậy nắp lại. À, cái bánh xèo nãy giờ Sang đậy nắp á, hơn 30 giây nha mọi người. Khi nào mà mình nghe cái tiếng xèo xèo của nó nổ phía trong á thì mình bắt đầu là dở nắp ra. Và tiếp theo á là mình sẽ gấp nha. Gấp cái bánh xèo theo cái đường mà mình trải. Lỗi rồi. Đây. Gấp làm sao cho hai mặt nó đều như nhau. Thấy chưa nha? Lát con làm như vậy nha. Đó, ép nó xuống. Rồi, gấp nó vô. Cái này là Văn nãy cho nhiều ấy quá. Rồi, cho lên trên đây. Đây là xong một cái. Giúp bỏ đi. Tiếp theo thì Sang cũng làm như vậy nha, đến khi hết cái bột bánh xèo của mình thôi. À, mọi người xem đây là thành quả mà nãy giờ Sang tập cho mấy đứa nhóc chiên bánh xèo này. Nhìn đẹp không? Mấy cái bánh xèo thì nó tròn, nó vàng, nó đều luôn ha. À, giờ thì tập cho mấy đứa nhóc ở đây nó chiên thôi. Đến khi nào mà thành thục tay nghề sẽ mở một cái tiệm bánh xèo nhỏ nhỏ để mà bán cho tất cả mọi người ở đây nha. Đây là mấy cái bánh xèo thành công, còn bên đây là mấy cái bánh xèo thất bại này. Cái bánh xèo này là mấy cái đầu tiên mà mấy đứa nhóc nó chiên á, mà lúc đó Sang chưa chỉ á thì nó dày quá, nó bể ra hết luôn nha. Còn mấy cái này thì nó vàng rồi, nó vàng, nó giòn rồi, nhìn đẹp lắm. Giờ thì mấy đứa nhóc nó cứ để hết cho mấy đứa nhóc nó làm thôi. Đây mọi người thấy trải bánh xèo cũng rất là đều luôn nha, rất là chuyên nghiệp luôn. Rồi được rồi, bỏ nhân bỏ đồ vô chờ cho nó chín đi. Đây bắt đầu mỗi người một công việc nha. Nhóc Dảnh thì bỏ nhân ốc này, còn nhóc Tỉnh thì bỏ sắn vô, xong rồi quét vào ăn, đậy nắp lại. Vậy là xong một cái. Mỗi đứa một công việc nên làm thì cũng khá nhanh. Rồi dành chỗ tại đầu bếp đi. À, mọi người xem đầu bếp cho nhóc Dảnh này, chỗ tài chiên bánh xèo nha. Đây úp lại. Xong thứ hai nữa là tuyệt chiêu tuyệt kỹ úp bánh xèo luôn nè. úp luôn. Đấy. Là chở mặt bánh xèo luôn. Mọi người thấy mấy đứa nhóc nó chiên không? Tay nghề lên ha. Bánh xèo thì nó tròn rồi đó. Mà chỉ có cái là hơi dày thôi, chiên cái này bán thì lỗ chết. Còn kia một thao nữa kìa. Giờ Sang với mấy đứa sẽ cố gắng là chiên xong cái thao đó rồi dọn lên ăn nha, tại vì trời cũng chiều rồi.
lay hoay chiên từ sáng tới giờ. Cuối cùng thì Sang với mấy đứa nhóc cũng đã hoàn thành xong cái mâm bánh xèo ốc của mình rồi nha. Thì hôm nay Sang chiên ở đây tận tới 30 cái mọi người. Sang chiên 10 cái, còn bao nhiêu lại là mấy đứa nhóc nó chiên. Và mọi người xem tay nghề chiên bánh xèo của mấy đứa nhóc này. Xếp rồi chiên vàng giòn nhìn rất là đẹp luôn ha. Thì hôm nay Sang chiên nhiều bánh xèo này như vậy á. Đầu tiên là muốn khánh thành ba cái căn biệt thự của mình ha. Đầu tiên là căn biệt thự của Sang với lại là hai căn biệt thự bằng rơm của mấy đứa nhóc nữa. Để trong thời gian sắp tới á, Sang với mấy đứa nhóc sẽ ra ngoài đây để mà làm nhiều hơn những clip ngoài đây cho mọi người xem. Thì bánh xèo thì cũng đã chiên xong rồi, giờ thì còn nóng thơm phức luôn. Giờ mình sẽ bắt đầu là đặt lên trên vai Sang như thế này này, mình ăn luôn nha. Nhăn xích lại xíu đây, nhăn ngồi xích lại xíu, xích lại đây. Đó, mình đặt lên trên vai này mấy đứa nhóc nó bốc ăn luôn. Rồi đưa cái tô nước chấm cho anh đây. Để như vậy thì ăn cho nó đã nha mọi người. Còn đây là cái tô nước chấm mà Sang đã làm nha mọi người, gồm có củ cà rốt nè với một ít nước mắm. Rồi để lên giữa luôn nha. Giang dịch một tay thôi, hậu xích qua kia phụ Giang dịch một tay. Mình sẽ bóc lên trên đây, mình chấm trên đây mình ăn luôn. Thôi ăn đi mấy đứa ơi. Giờ thì Sang bóc như thế này ăn nha. Đây, đây gói một cái bánh xèo luôn. Mình cuốn, mình chấm vô nước chấm của mình. Đây Sang mời tất cả mọi người nha. Ngon quá. Sang với mấy nhóc đi ra ngoài đây á, từ sáng tới giờ chưa ăn gì. Chiên từ sáng tới giờ là 4 giờ chiều mới xong. Giờ ăn thì cảm thấy nó ngon cực kỳ luôn mọi người. Rau đâu, rau sống đâu, bỏ lên trên đây không. Trên cái mẹt này á thì có rau sống nè, cứ vừa leo, ai thích ăn cái gì thì ăn thôi. Cái món bánh xèo ốc này á, thì nó đặc biệt lắm mọi người. Là cái mùi ốc á, cái vị ốc á, thì nó giòn. Mình nhai chung với bánh xèo á, thì nó rất là ngon luôn. Đây, đặt lên vai này thì ăn hơi khó một xíu, nhưng mà ăn vậy thì mới đã, nó mới vui. Ngon mấy đứa nhóc? Ngon. Ngon mấy đứa? Sang kêu mấy đứa làm mấy đứa nhóc riết quen rồi. Ăn cái này thì nó hơi vô một xíu mọi người thông cảm nhau, nhưng mà thật ra ăn dồn dồn như mấy em Sang thì ngon. Em sẽ mời cả mọi người ăn như vậy mới đã. Ốc nó giòn ghê ha. Nè, ăn cà rốt này ngon lắm á. Đấy. Hôm nay được gọi là ăn khánh thành mà nên ăn cho thật đã. Nên hơi nhũn nhão mọi người cũng thông cảm nha. Đây sao mở cả mọi người ăn. Ăn vậy mới đã phải không? Chứ ăn hết không đã đâu mọi người. Ăn gì leo nha. Gói mỗi người một cái nha. Gói vô cái tàu lá xong mình chấm một phát ăn cho đã. Mọi người xem mấy đứa nhóc này. Ăn bánh xèo thì ăn một lần một cái như vậy cho nó ngon nha. Chứ ăn một lần một miếng nhỏ nhỏ giống như ở ngoài mua thì không có đã. Với lại bánh xèo thì mình chỉ tốn bánh xèo thôi. Còn ốc thì mình ra mình ruộng mình bắt nhiều mà phải không? Đâu có tốn gì nhiều đâu. Vài chục ngàn là mình chiên được cả mâm như này. Một ít rau nữa. Sang thì cũng đã gói sẵn rồi. Hơi xấu một xíu nhưng mà nó được ngon ha. Bây giờ là anh với mấy đứa sẽ chấm một phát thật đã luôn nha. Rồi chấm đi. Chấm một cái thật nhiều xong dồn một phát vô miệng ăn cho đã luôn. Bây giờ Sang mời tất cả mọi người ở đây cùng Sang cùng với đứa nhóc ăn thật nhiều bánh xèo nha. Thôi ăn đi mấy đứa. Này hậu dồn này một phát nửa cái. Thôi mời cả mọi người nha, chấm thêm một cái nữa đi. Đây. Ngon quá mọi người ơi.
cái thịt ốc bươu vàng á mình xào theo kiểu sang á, thì khi mà chiên nó xèo nó giòn cực kỳ luôn. Hôm nay phát minh ra món này thì có vẻ ngon á. Nhóc Dảnh nãy giờ ăn mấy cái vậy anh? Ba cái. Ba cái rồi hả? Một cái bánh xèo bự nhóc Hậu dồn ba lần hết. Nguyên một cái mâm bánh xèo to luôn mọi người, nhưng mà nãy giờ sang với mấy đứa nhóc ăn á thì ở đây còn một vài cái thôi, nên cho mấy đứa nhóc nó ăn cho thật no xong rồi mấy anh em sang về ha. Thì hôm nay sang ra đây á, đầu tiên là làm một cái bữa ăn thật ngon để cho mấy đứa nhóc ăn thật đã, vì trong suốt thời gian qua mấy đứa thì chỉ đi theo sang để mà làm video sinh tồn này kia, ăn uống thì cũng không có đủ. Và lại thứ hai là mình khánh thành ba căn nhà bằng rơm của sang ha. Và trong thời gian sắp tới sẽ ra đây và làm nhiều hơn những clip trong những cái căn nhà này cho mọi người xem. Và nếu như mọi người nào muốn Sang làm những clip gì thì mọi người góp ý phía bên dưới cho Sang được biết ha. Thì clip của Sang ngày hôm nay cũng hơi dài rồi, nên có lẽ là Sang sẽ tạm dừng clip tại đây. Nếu mọi người yêu quý Sang, yêu quý mấy đứa nhóc mọi người hãy cho Sang xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mấy anh em Sang nha. Sang với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.